bạn có biết Goku vốn dĩ cũng biết sợ, không chỉ sợ một mà tận ba thứ liền. Hay cô gái, người mà mỗi khi hắt hơi liền biến thành một người khác, đã thực sự bị lãng quên hay không? Và đó chỉ là số ít trong nhiều những sự thật mà tớ sắp kể sau đây. Đằng sau cái tên Dragon Ball còn ẩn chứa những điều gì? Chúng ta sẽ cùng vào với video ngày hôm nay để tìm hiểu ngay thôi nào. Let's go! Son Goku hay còn được biết tới với cái tên thân thương tại hành tinh Saiyan là Kakarot. Người luôn thích đối đầu với những kẻ thù mạnh, sẵn sàng lao vào bem đối phương cho tới giọt ki cuối cùng mà cũng biết sợ ư? Nếu như nghi ngờ điều đó, vậy thì để tớ cho các cậu thấy. Nếu ta lội ngược dòng về series anime Dragon Ball Z phiên bản năm 1990, cụ thể hơn là mùa 1 tập 40 có tên là Hell Captive, ở phút thứ 7, ta có thể dễ dàng thấy được cảnh Goku đang ở trong bệnh viện sau trận chiến long trời lở đất với Vegeta. Cậu nằm trên một chiếc giường hỗ trợ hồi phục công nghệ cao và miệng cậu ta không ngừng la hét, sợ hãi thứ gì đó tưởng chừng như kinh khủng lắm. Nhưng sang phân cảnh sau thì ta mới biết rằng thứ khiến Goku sợ hãi đến vậy chỉ là một chiếc kim tiêm mà bác sĩ sắp đâm vào người cậu ta mà thôi. Cũng chính phân đoạn này liên kết thẳng đến nỗi sợ thứ hai của Goku. Đứng cạnh vị cứu tinh của trái đất, chủng tộc chiến binh kiêu hãnh, người vợ chi chi của cậu, sau vài lời trách yêu thì cuối cùng Goku đã vô tình quên mất nỗi sợ kim tiêm, rồi bị ông bác sĩ đâm kim vào lúc nào không hay. Cuối cùng thì ta mới biết ai mạnh nhất rồi đấy. Vợ của Goku chứ ai. How pathetic. My own husband can fight in epic battles to save the world yet cries over a Nỗi sợ thứ ba ư? Cũng không có gì quá ghê gớm đâu, chỉ là Goku nhà ta thật sự không thích đồ ăn trong bệnh viện cho lắm thôi. Các cậu có nhớ Lunch, cô gái với mái tóc xanh, hiền lành, với ánh mắt đầy ma mị đã làm đốn tim biết bao chàng trai ở thời điểm cuối xuất hiện không? Một là các cậu sẽ thích cô ấy hơn vì mỗi lần hắt hơi thì Lunch ngay lập tức biến thành một cô gái tóc vàng hoe, quyến rũ, xinh đẹp. Còn hai là sẽ thấy hơi sợ vì không chỉ biến đổi vẻ ngoài mà Lunch còn thay đổi luôn tính cách, trở nên cực kỳ cục xúc và bạo lực, khác xa với tính cách của cô lúc đầu. Trên thực tế thì theo như một cuộc phỏng vấn thì tác giả của bộ truyện Akira Toriyama đã trả lời rất thẳng thắn rằng ông đã vô tình quên mất về Lunch. Quả thật là một câu trả lời không thể đơn giản hơn, đánh bay mọi bàn luận, tranh cãi về sự vắng mặt của Lunch suốt cả series. Nào là Lunch đang bí mật rèn luyện kỹ năng chuyển đổi của mình sao cho thuần thục, hay cả hẳn là Akira Toriyama đang chuẩn bị một sự xuất hiện hoành tráng của cô ấy để giải cứu những người bạn của mình. Vậy là sau khi nhận thấy bản thân đã quên mất Lunch, nên Akira Toriyama đã nhanh chóng chữa cháy bằng cách đưa cô ấy vào phân đoạn cuối của anime Dragon Ball Z. Khi mà Goku đang vận sức kêu gọi năng lượng từ thiên nhiên và mọi người cho kỹ năng quả cầu kinh khi để tiêu diệt Majin Buu. Nhưng sau khi Akira Toriyama lên kế hoạch cũng như hoàn tất bản vẽ thì bị biên kịch yêu cầu cắt đi và thay số 17 vào. Nhưng cũng chẳng sao vì Lunch đã thật sự trở lại trong phiên bản anime. Giờ thì hãy cùng tớ phân tích phân đoạn Lunch trong bản anime nào. Ở phân đoạn khi Lunch đưa tay lên, nếu nhìn phía đằng sau, ta có thể thấy chiếc xe tải với hai dòng chữ mà ta có thể dịch nôm na từ tiếng Nhật ra là Lunch Express, với nghĩa tiếng Việt là phục vụ bữa ăn trưa với biểu tượng cái đĩa và một con dao. Từ đây, các bạn có thể tự trấn an bản thân rằng Lunch mất tích suốt cả series, thực ra cô ấy đã có mục tiêu của riêng mình, không dấn thân vào việc phạm tội nữa mà hiện đang kinh doanh đồ ăn trưa trên chiếc xe của riêng mình. Phần đoạn đó mà cô vô tình hắt hơi, gọi cô nàng cục xúc kia ra thì đoạn này sẽ vỡ òa biết bao nhiêu. Nói chung thì kể ra cũng tiếc thật, một nhân vật thú vị và có nhiều điều để khai thác nhưng lại bị lãng quên bởi chính người đã tạo ra cô. Dragon Ball vốn dựa theo câu chuyện Tây Du Ký thì hẳn là các cậu đều biết cả rồi. Ngay cả tên của nhân vật chính, Son Goku, dịch từ tiếng Nhật hay Trung, dù cho có xoay ngược hay xoay xuôi thì cũng có nghĩa là Tôn Ngộ Không. Một ví dụ nữa, có thể thấy rõ ràng hình tượng Goku bị ảnh hưởng không ít bởi Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Có thể thấy, đặc điểm vui tươi của cậu ta, đuôi khỉ và cây thiết bả có thể thay đổi hình dạng và kích thước để đáp ứng nhu cầu của Goku. Ngoài ra như chúng ta đã biết, gia nhập vào cuộc hành trình của Goku gồm có Bulma, Krillin và Oolong khi cậu bắt đầu cuộc hành trình để thu thập 7 viên ngọc rồng. Ta có thể ứng họ với Đường Tăng, Sa Ngộ Tĩnh và Bát Giới. Đó là nhân vật. Còn về chủ đề 7 viên ngọc rồng thì cũng được Akira Toriyama lấy cảm hứng dựa theo tiểu thuyết sử thi của Nhật Bản có tên là Câu chuyện về 8 chiến binh khuyển. Về nội dung thì có phần hơi tối một chút.
Chuyện kể về một cô công chúa đã ấy với chú chó mang cha cô nuôi. Từ đó cô sinh ra 8 viên ngọc. Những viên ngọc sau đó đã bay lên trời và chia làm nhiều hướng rồi biến thành những đứa trẻ đáng yêu. Trả lời câu hỏi, tại sao dựa vào câu chuyện về 8 chú chó nhưng lại chỉ có 7 viên ngọc rồng? Thì Akira Toriyama đã trả lời rằng, ông muốn làm nó khác đi một chút để người đọc truyện của ông không liên hệ đến mối tình của người và thú. Ngoài ra thì tác giả Akira Toriyama cũng lấy cảm hứng từ rất nhiều tác phẩm khác nhau. 1. Master Roshi trong vai Jackie Chun trong giải đấu võ thuật thế giới Jackie Chan. 2. Thiếu tá Metallo, một android được mô tả là rất giống với kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger. Cũng là câu chuyện về android thì những fan hâm mộ đã nhanh chóng chỉ ra Trunks giống John Connor, ngược với thời gian để ngăn chặn lũ android hủy diệt thế giới. 3. Nhân vật Chi Chi được lấy cảm hứng từ Ngư Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa. Akira Toriyama biến Thiết Phiến Công Chúa trở thành một cô con gái Chi Chi đáng yêu. 4. Đội quân Duy Băng Đỏ được mô tả giống với Wehrmacht, quân đội đế quốc xã. Và còn rất nhiều những liên hệ nữa mà tớ không thể kể hết ở đây. Trước khi nói sâu hơn, thì các cậu hãy nghe thử đoạn này xem có quen không đã nhé. It's over 9,000! Câu nói It's over 9,000 nghĩa là nó đã vượt quá 9,000. Bắt nguồn từ Vegeta khi gã dùng Scouter, thiết bị đo lường sức mạnh để đo sức mạnh của Goku trước thềm trận chiến. Nói dễ hiểu nhất thì It's over 9,000 sử dụng để ám chỉ những thứ quá lớn hoặc quá mạnh mẽ. Chính xác là trong tập 21 của anime Dragon Ball Z và được lồng tiếng bởi Brian Drummond. Sau khi được đăng tải lên YouTube bởi tài khoản Kazetokun vào ngày 18 tháng 10 năm 2006, đoạn video đã nhanh chóng đạt được con số mơ ước là 7,7 triệu view. Đó không phải là con số nhiều khi so với bây giờ, nhưng ở thời điểm đó đoạn cắt cảnh đấy như một cơn sốt và trở thành meme huyền thoại cho đến ngày nay. Thế nhưng trên thực tế trong phiên bản manga, DVD và hầu hết các phiên bản ngôn ngữ khác thì lại là It's over 8,000. Vậy thì tại sao lại có thay đổi như thế nhở? Lý do được đưa ra là do lỗi dịch thuật từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Thế nhưng trong cuốn bách khoa toàn thư về Dragon Ball có tên Daizensu 7 thì lý do được đưa ra là 9,000 sẽ hợp hơn với chuyển động miệng của Vegeta, đồng thời cũng khiến câu nói trở nên nội lực hơn. Từ đó trở đi, sự thay đổi từ 8,000 thành 9,000 đã được giữ nguyên trong suốt các phiên bản lồng tiếng lẫn trong video game. Dù cho bất kể lý do là gì, thì việc vô tình thay đổi thành It's Over 9,000 đã góp chút ít trong việc quảng bá thương hiệu Dragon Ball đến với mọi người, kể cả với những ai không theo dõi series. Hẳn là các cậu đã thấy vô số các cuộc bàn luận sôi nổi về việc nhân vật nào mạnh nhất trong Dragon Ball thông qua các chỉ số sức mạnh liên tục thay đổi qua các mốc thời gian trong anime. Thế nhưng, các cậu đã bao giờ thắc mắc rằng nhân vật nào yếu nhất trong Dragon Ball chưa? Có phải là các cậu đang nghĩ tới ngài Satan, Pua, bạn thân của Yamcha, hay cả chàng béo Yajirobe với món vũ khí yêu thích là katana này đúng không? Không, tất cả đều sai. Nếu xét về yếu tố con người thì gã nông dân này chính là người vinh hạnh đoạt lấy danh hiệu người yếu nhất trong series Dragon Ball với chỉ số sức mạnh là 5. Mặc dù rất có thể có những người yếu hơn anh ta, nhưng do trong anime không đề cập đến người trái đất nào cụ thể mà có chỉ số thấp hơn nên ta cứ thế để lấy làm mốc. Đúng là một người nông dân tội nghiệp mà. Mà nếu ta bỏ qua yếu tố con người mà xét đơn giản là một nhân vật thì ở ngay Dragon Ball Z phiên bản năm 1989, cụ thể là vào tập 8 khi Bulma đã sửa xong thiết bị đo lường sức mạnh của Scouter mà cô đã nhận được trước đó từ Raditz. Cô đã thực hiện kiểm tra với Quy Lão Tiên Sinh, Krillin và nhân vật còn lại mà rất ít ai còn nhớ, chú rùa mà Quy Lão nuôi với chỉ số sức mạnh chỉ vỏn vẹn là 0,001, chỉ số thấp nhất trong tất cả các nhân vật trong Dragon Ball hay tất cả các nhân vật trong bộ anime khác mà tôi biết. Âm thanh quen thuộc mỗi khi biến thân thành Super Saiyan là phân cảnh khá là ngầu trước mỗi cuộc chiến. Nó thường cho ta thấy các mức độ, cấp độ sức mạnh mà nhân vật đó thể hiện và cả mái tóc vàng óng ả nữa. Thế nhưng, để đạt được trạng thái đó thì sẽ cần một thời gian sạc tương đối lâu. Diễn viên lồng tiếng cho Goku phiên bản Nhật thì các cậu hẳn đã biết đó là giọng của nữ, chứ không phải là nam như chúng ta đã tưởng tượng bao năm qua. Đó là bà Masako Nozawa. Cho đến thời điểm tôi viết những dòng script này thì bà đã 86 tuổi và nếu chỉ tính đến năm 2016 thì bà đã gắn bó với Dragon Ball tận 23 năm. Tiện thể thì bà Masako Nozawa cũng lồng tiếng cho cả Gohan, Goten lẫn Bardock, cha của Goku và
và tất cả những biến thể lẫn hợp thể khác của Goku. Đó là về diễn viên lồng tiếng Nhật. Còn người lồng tiếng cho bản tiếng Anh cho Son Goku, Shin Shamo, thì chúng tôi cũng đã tìm được một sự thật thú vị mà hẳn các cậu chưa biết. Theo những tin đồn trên mạng xã hội, thì diễn viên lồng tiếng cho Goku, Shaman, đã từng ngất xỉu khi lồng tiếng cho một đoạn nhân vật của anh hét lên khi biến thân thành Super Saiyan 3 trong tập 244. Thế nhưng sau khi lộ ở trên YouTube, thì tớ đã tìm thấy một đoạn phỏng vấn nhỏ. Cụ thể là khi được một khán giả đặt câu hỏi về vấn đề này, thì anh ta đã bác bỏ hoàn toàn tin đồn và đính chính lại anh ta có từng ngất, nhưng không phải trong Dragon Ball Z, mà chính xác là Dragon Ball GT, trong quá trình biến đổi thành Super Saiyan 4. Lúc đó, Shaman đã tính sai hơi thở trong phổi của mình, thế nên khi đến đoạn vận đòn Kamehameha, việc đó đã dẫn đến quá sức, kết quả là Shaman đã bị thiếu oxy, bắt đầu bước đi loạng choạng và rồi va vào đầu một cái bàn. Ngất đi trong khoảng vài giây trước khi tỉnh dậy, nghỉ ngơi và tiếp tục làm việc. Quả là một người yêu nghề mà, cả cổ họng phi thường kia nữa. Tên của người xây ra đều liên quan đến rau củ. Hẳn là các cậu đã ít nhất một lần ngờ ngợ về cái tên của tổng người xây ra. Ví dụ như tên cúng cơm của Goku, Kakarot, đọc nghe cứ như là củ cà rốt vậy. Hay là Vegeta, nghe như là tổng hợp tất cả các loại rau củ lại với nhau. Quả thật đúng là vậy, ngoại trừ Gohan, Trunks có tên giống người trái đất hơn, thì tất cả cái tên của tổng người Saiyan đều dính dáng đến rau củ. Tuy nhiên, lại có một trường hợp đặc biệt, và để biết được đó là gì thì ta phải lục lại ký ức, quay lại sự kiện 6 năm kể từ khi tiêu diệt Kid Buu. Khi Vegeta và Bulma đã sinh ra một đứa con gái, ban đầu Vegeta định đặt tên con gái là Escalot, có thể hiểu đó là một dạng hành tây. Thế nhưng Bulma đã chọn tên là Pula trước khi Vegeta kịp nói ra suy nghĩ của mình. Vậy, coi như là kết thúc đế chế, tên đặt theo rau củ của tổng người Saiya, dẫu cho sau cùng không được đặt tên theo mình mong muốn, nhưng Vegeta vẫn vui vẻ, đồng ý và vô cùng yêu thương con gái của mình. Độc giả đã sớm nhận ra nên đã nhanh chóng đặt câu hỏi cho tác giả Toriyama Akira và nhận được câu hỏi trả lời không hề đơn giản hơn. Ông đặt tên này cho dễ nhớ. Và đó là những điều thú vị nhất mà bọn tớ từng được thấy đằng sau cái tên huyền thoại Dragon Ball. Tất nhiên, còn rất nhiều thứ để kể nữa mà không thể đưa hết vào đây. Nếu các cậu còn tìm được cái nào thú vị hơn, hoặc những gì tớ đưa ra có gì sai sót, thì hãy góp ý nha. Tập sau, các cậu có muốn chúng tớ làm những sự thật thú vị về bộ anime nào không? Nếu có, thì cũng đừng ngại góp ý ở phía dưới phần comment nha. Còn giờ thì, way to wear out!